Tiếp tục. Su cái game của shop đúng không ạ? Cũng rất hay. Tin nhắn quảng bá cũng rất hay đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần gọi là rất hay khác, đó là ưu đãi follow. Bao nhiêu số các chị em ở đây đã có cài đặt tính năng ưu đãi follow rồi, có thể comment tôi được không ạ? Còn những anh chị em nào mà chưa có tính năng ưu đãi follow có thể comment là 2. Anh chị em cài đặt tính năng ưu đãi follow này bằng cái mã voucher như thế nào, có thể chia sẻ. Mọi người cài đặt mã như thế nào ạ? Giảm 30k tối đa 5k cho đơn hàng tối thiểu 1k. Đơn hàng tối thiểu 1k thì nó hơi ảo. Cái này thì cũng khá là hấp dẫn, nhưng mà vấn đề là cái tôi đơn hàng tối thiểu 1k nó sẽ được hiển thị ở trên bảng. Trên bảng giảm giá thì khách hàng nó nhìn thấy qua thì nó cũng đã thấy nó có vấn đề rồi, đúng không ạ? Anh em có thể giảm 30k 30% cho đơn hàng từ 50k tối đa 5k là ok. Giảm 90%. À, chắc không chưa anh em được tú bày là giảm 50% cho đơn hàng từ 50k tới 5k, nên anh em chị em về áp dụng luôn đúng không ạ? Chơi khô máu hơn đúng không ạ? Giảm 90% với cả giảm. Đó thì anh em sẽ tạo những cái mã voucher rất là hấp dẫn như vậy, thì cái này nó sẽ không mang cái tính chất là lươn lẹo đúng không ạ? Như cái kia thì nó sẽ một cái lươn lẹo nhiều hơn, nếu mà ở mã giảm giá của tôi thì sẽ lươn lẹo nhiều hơn, tại khách hàng sẽ sử dụng luôn. Còn đây chỉ là những khách hàng tiềm năng của mình thôi, tức là những khách hàng chỉ nháy vào trang của mình cũng chưa biết có mua hàng hay không đúng không ạ? Thì mình để là giảm 20%, giảm 30%, giảm 50% cho đơn hàng từ 50k và tối đa là 5k. Thì cái phần tối đa 5k nó sẽ không được hiển thị, và nó sẽ được hiển thị là giảm 20% cho đơn hàng từ 50k. Thì khách hàng khi nháy vào một cái trang nào đó mà chưa follow thì họ sẽ nhận được một cái bảng thông báo to tướng như vậy là follow shop để nhận voucher. Thì sẽ tăng khi mình chỉ cần cho thêm traffic vào trong trang là mình sẽ có tăng cái lượt follow nhanh chóng đúng không ạ, mà không cần phải dùng tool để kéo. Anh em có thể vào trong những cái shop để mọi người có thể nhìn lại những cái bảng đó đúng không ạ. Hay quá, đã cài thực hành luôn thầy ạ. À, gửi luôn thầy ạ. Đó. Đây là tin nhắn quảng bá đúng không chị Lê Thị Duyên? Quảng áp dụng mã voucher luôn, hay quá, em dài. Không chị nha, cái này nó sẽ không áp dụng đồng thời với mã giảm giá. Mỗi shop mỗi khách hàng chỉ được áp một mã giảm giá của shop thôi. Khách hàng có thể áp được tối đa 3 mã giảm giá, một là của shop và hai là của Shopee và ba là miễn phí vận chuyển. Alo. Đâu, căn Không này hiểu chị tại thấy chị sao nói mà gì ở nè. trong những cái seller mà Tú thường xuyên Tú nháy vào, Tú lại rất ít thấy người ta cài đặt cái tính năng ưu đãi follow. Anh chị em đã nhìn thấy shop nào mà cài tính năng ưu đãi follow không ạ? Để mình chưa follow ấy, mọi người có thể chụp lại màn hình để gửi lên trên nhóm Zalo đúng không ạ? Tú nháy vào rất nhiều shop mà người ta vẫn không biết cái tính năng ưu đãi follow để người ta cài đặt, không hiểu tại sao. Chỉ những shop nào mà chưa follow shop đúng không ạ, thì sẽ nhận được cái thông báo là làm sao ạ? Follow shop để nhận được mã giảm giá. Lần đầu tiên thôi nha.
Đây, mọi người thấy không ạ? Giảm 50% cho đơn tối thiểu 100k của 5S đây. 5S bên nhà Linh. Cái bảng nó to như thế này thì cái tỷ lệ người ta theo dõi có cao không ạ? Rất cao nhá. Và phát là sẽ nhìn thấy cái này luôn. Rồi, ok. Đó, cái tính năng này thì nó rất đơn giản nhưng mà rất nhiều người lại không biết, đúng không ạ? Nhiều người người ta không biết mà người ta cài đặt, có thể là người ta cài đặt theo kiểu gì ạ? Người ta cài đặt theo kiểu như là vẫn sợ làm sao ạ? Vẫn sợ khách hàng dùng voucher ấy. Và người ta không biết đến cái tính năng là giảm tối đa bao nhiêu ca, và cái câu giảm tối đa bao nhiêu ca đấy nó lại bị ẩn đi, dẫn đến là cái voucher này nó lại càng hot hơn và có thể giúp cho chúng ta làm sao ạ? Tăng được cái lượng follow cực kỳ nhanh chóng, đúng không ạ? Đó, cùng một công mình kéo traffic về, mình vừa bán chéo này, mình vừa upsell này, mình vừa tăng follow này. Đó, rất nhiều thứ khác, đúng không ạ? Mình phải cài đặt hết vào.